Dạ, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những tình huống trộm cắp trên đường phố được camera nên quay lại để em chia sẻ cho tất cả bà con, cô bác xem để biết đường bảo vệ tài sản của mình thật tốt. Hôm nay có những video cực kỳ hay, xem để biết đường mình đề phòng, đừng có chủ quan. Và hãy nhớ là những người nào mà buôn bán á, là hãy xem video này để mình biết đường mình xử lý tình huống nha quý vị. Dạ bây giờ em xin mời tất cả mọi người xem video. Chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên, một tình huống cực kỳ cảm động và rất tốt của cháu bé này. Cháu trai này đã phát hiện một chiếc điện thoại của ai để quên. Cháu ấy đã cầm lên và ngắm nghía chiếc điện thoại này rất lâu. Và cháu trai đã phát hiện ra một chiếc camera an ninh và đã đưa chiếc điện thoại lên. Ý của cháu bé là nói là cháu đã lụm được một chiếc điện thoại rồi đó quý vị. Thấy chưa? Rất thấy thương không? Một lúc suy nghĩ, cháu bé đã quyết định đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ đó quý vị. Rất cẩn thận, nhét vào bên trong nữa kìa. Và lấy cái ly để che lại đó. Một hành động rất ý nghĩa. Mọi người nên chia sẻ video này để biết được là ở đâu đó, ở bên ngoài có những cháu rất là tốt luôn đó nha quý vị. Cháu bé này quay xuống để xé miếng giấy để đậy chiếc điện thoại đó lại. Rất tuyệt vời luôn không? Thấy chưa em nữa? Tiếp tục là xé thêm một miếng bự nữa để đậy lại. Sau đó là cháu bé này mới rời đi đó quý vị. Quá tốt luôn không? Cháu trai này quá trời tốt, cực kỳ tốt luôn đó. Và bây giờ tiếp tục đến với tình huống thứ hai nè. Có một người phụ nữ đang đi sang đường, trên tay là cầm nguyên một chiếc điện thoại. Và đây, một tên cướp xuất hiện. Nó giật đi chiếc điện thoại và gồ ga chạy đi mất tiêu luôn đó quý vị ơi. Ai mà có thói quen cầm điện thoại đi ngoài đường và quẩy túi xách thì xem thì hãy nhớ nè. Thấy chưa? Và chúng ta tiếp tục đến với tình huống tiếp theo nữa nè. Đây, hãy chú ý một người đàn ông này đi vào bên trong một cửa hàng. Nó chỉ mua món đồ có 10.000 thôi mà nó cầm trên tay nó nguyên cái tờ 500k đó. Xem để cảnh giác nè. Xem để mình biết đường đề phòng nè. Những ai buôn bán thì hãy nhớ nha. Trên tay nó cầm nguyên tờ tiền 500k và nó đưa cho chị chủ. Đó, thấy chưa? Đây nè, 409 nè. Đưa cho nó nha. Rồi, hãy tập trung cho kỹ khúc này nè. Và hãy coi đây. Đây, rồi, nó đã rút 400.000. Chị chủ này không hay biết luôn đó. Đây, khúc này nè. Rồi, chị chủ này chưa biết nữa. Vẫn còn cầm trên tay chưa đếm luôn nha. Nó nói này nói kia đó, đánh lạc hướng đó. Lúc này nó móc ra tờ 20.000 để nó đưa cho chị chủ đó. Bây giờ chị chủ đưa nó lại là 510.000 nha. Thấy chưa? Đó.
Rồi coi như nó lụm 400 ngàn của người ta rồi đó quý vị. Bây giờ chị chủ tiệm mày mới đếm lại cái cặp tiền đó nè, thấy mất tiêu rồi, chị nghi rồi. Đây đây đây, chị rất hay nha, coi nè, chị đã phát hiện ra và thò tay lấy đi lại 400 ngàn. Mọi người thấy thấy ghê không? Đó, thấy chưa? Trời ơi trời, sau đó bị bắt tại trận rồi, nó giả vờ rồi nó bỏ nó đi luôn vậy đó, hết biết chưa quý vị? Dạo này là nó có cái chiêu này dữ lắm nha, nó đưa tiền sẵn này vô nó thối là chịch một cái là nó đổi tiền, nó rút tiền kiểu đó đó. Xem thì hãy nhớ cảnh giác cái khúc đó nha. Và tiếp tục nữa nè, hai đối tượng trộm cắp đi trên một chiếc xe máy, cả hai đều bịt khẩu trang kín mít hết trơn đó nha quý vị. Một thằng đã bước xuống rồi kìa, rồi còn một thằng giả vờ đi vào bên trong để mua đồ nha. Giờ chúng ta hãy chờ xem nè. Lúc này thằng kia đi vào bên trong, nó quay trở ra, sau đó là nó leo lên xe ngồi nha. Còn thằng này đang từ từ vô tiếp cận một chiếc xe. Trong khi đó là không có ai hay biết hết trơn nha quý vị ơi. Nó nhìn tới nhìn lui để xem xét tình hình, sau đó là bẻ khóa chiếc xe và giọt đi nữa nha. Sau một lúc thấy là im rồi đó, nó mới bẻ phát chiếc xe nè. Trong khi đó là có một người đang ngồi kế bên luôn đó, nhưng không hề gà phát hiện hành vi trộm cắp của tụi này. Rất nhanh dắt chiếc xe tẩu thoát cùng đồng bọn nó luôn, thấy ghê không? Và tiếp tục nữa nè, lại là hai tên trộm cắp. Nó để ý ba chiếc xe đậu trước cửa nhà không ai xông coi hết trơn. Một thằng lúc này cũng bước xuống, giả vờ nói chuyện điện thoại để nhìn trước nhìn sau, để xem tình hình nha. Sau khi quan sát, thấy bên ngoài không có ai, nó tiến sát lại cửa nhà, nó nhìn vào bên trong cũng không có ai chú ý. Nó mới thò tay bẻ khóa chiếc xe, dắt đi một cách rất dễ dàng luôn, và chạy đi luôn đó quý vị ạ. Những ai đậu xe trước cửa nhà thì hết sức cảnh giác và đừng chủ quan nha. Tới mùa Ego rồi đó, hết sức cẩn thận. Tới mùa Ego rồi đó nha. Rồi rất dễ dàng thấy không quý vị? Giật đi liền. Và tiếp sau đây có hai nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy, cả hai đều bịt khẩu trang kín mít. Nó chạy ngang nhà người ta, nó thấy có hai bông dừa. Lúc này một thằng mới bước xuống, leo gào vào bên trong, nó bợ đi hai bông dừa này và giọt đi đó quý vị. Bởi vì mọi người hết sức cảnh giác bất cứ tài sản nào cũng gì hết trơn á, bây giờ cái gì nó cũng ăn cắp hết trơn á, thấy chưa, vừa mà nó còn lấy nữa, nói chi cái gì.
chúng ta tiếp tục đến với tình huống tiếp theo nữa. Đây, hãy chú ý nè, cũng là một người phụ nữ giả giờ đi vào bên trong mua nước nha. Nó chơi cái chiêu là tiền 500k, tiền bự nữa đó quý vị. Chuyện này nó chơi cái chiêu còn ngặt hơn cái thằng kia đó nha. Hãy tập trung chú ý cho kỹ tình huống này nè. Và hãy nhớ tập trung cho kỹ tình huống này nha. Nhìn kỹ mới phát hiện được nha quý vị ơi. Đây đây, nó móc tờ 500k, nó đưa cho chị chủ quán. Nhưng nó chưa có đưa nha. Rồi nó giả vờ nói này nói kia nè, nó đánh lạc hướng nè. Đó, nó chỉ. Đó, nó rút lại kìa quý vị. Nó cầm cái tờ tiền đó, nó lấy lại. Nó chưa có đưa đó. Giả vờ đánh lạc hướng chị chủ quán đó, thấy chưa? Rồi, xem nữa nè. Ai buôn bán thì hết sức cẩn thận nghe, trời ơi. Nó thao túng tâm lý mình cái khúc này dữ lắm đó. Thấy chưa? Nó chưa có đưa tiền đó nha. Tiếp tục nữa đây. Bây giờ nó mới thò tay, nó lấy cái tờ tiền thối lại luôn kìa. Rồi chị chủ quán vẫn đưa luôn, trong khi đó là chưa có lấy tờ 500 ngàn của nó nữa. Bỏ tay luôn chưa? Sau đó nó giọt đi luôn. Chị chủ quán này không hề hay biết luôn. Thua luôn rồi. Ai buôn bán thì hết sức cẩn thận với loại tội phạm như vậy nè. Xem để biết đó nha quý vị ơi. Em cảnh giác biết bao nhiêu vụ rồi đó nha. Hãy nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ em để xem những video tiếp theo để mình biết đường mà cảnh giác nè. Và em xin hẹn gặp lại video sau nha. Em xin cảm ơn rất nhiều.